Các bạn ơi, hôm nay anh gặp một chuyện rất là lạ luôn. Khi anh chơi Minecraft ấy, thì bỗng nhiên vìu một cái anh biến vào trong thế giới Minecraft, chính bản thân người thật anh này. Và các bạn có tò mò là chuyện gì sẽ xảy ra không? Thì hãy xem tiếp video nhé. Và đừng quên giúp anh bằng cách bấm like video này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký, và xem hết những quảng cáo để ủng hộ anh Quyết Thành chút tiền ăn. Anh Quyết Thành cảm ơn các bạn đó rất là nhiều luôn. Ồ, chán quá, ta chơi Minecraft thôi. Và mau cái nào. Rồi, đang nạp thế giới rồi. Xin chào tất cả các bạn, ta là Bí Quy Thành đây. Bên cạnh ta có một con người heo à? Ta sẽ giết chết con người heo này. Chết đi con heo, chết đi con. Ui, con heo chấm đau thế. Con heo ơi, dám chém ta là ngươi muốn chết rồi. Chết đi con heo. Con heo này. Ui dồi ôi, tuổi gì sánh vai, ok phải. Ta là Bí Quy Thành cơ mà. Ta là Sdeep thần tiên chứ không phải thằng điên. Tên này cũng là Sdeep. Ta sẽ cho nó vào thế giới Minecraft để nó biết tay. Ôi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ui, bây giờ mình là người thật, nhưng mà mình ở trong thế giới Minecraft rồi. Ôi, ôi, con heo này. Ôi, đây là cây gậy. Mình đang cầm sao? Ui, nó có thể giết chết con heo. Ôi, trời ơi. Ôi, đây là ngôi nhà của mình. Ôi, mọi thứ vẫn như vậy, nhưng mà bây giờ mình là người thật rồi. Các bạn thấy bàn tay của mình không? Ôi, trời ơi. Ôi, đây là phòng làm việc của mình nè. Đây chính là chiếc máy tính của mình. Mình hay ngồi làm video cho các bạn xem này. Nhưng mà nó ở trong Minecraft rồi. Ui, mọi thứ đều là ở trong Minecraft, nhưng mà mình vẫn là người thật. Ui, để mình mở chiếc gương xem nào. Ui, đây chính là quả táo vàng này. Ui, các bạn ơi. Ui, nó cũng thật luôn này. Lúc mình cầm ra, nó cũng trở thành một cái đồ giống như thật luôn. Ui, bây giờ phải làm sao? Để mình đi ra ngoài các bạn. Trời ơi, bây giờ phải làm sao các bạn ơi? Tại sao mình lại rơi vào trong thế giới Minecraft này? Đúng ra mình ở phải ngoài, ở bên ngoài đời thật mà. Mấy người dân làng kìa. Để mình đánh những người dân làng xem nào. Ui, ui, ui. Ui, các bạn ơi. Toi rồi, toi rồi. Ui, trên tay mình còn có một cái ca này. Phải chăng cái ca này ở ngoài đời thật là cái ca, nhưng mà trong Minecraft là cái xô? Để mình thử múc nước xem nào các bạn ơi. Ui, các bạn thấy gì không? Trên tay mình đây này. Ui, đó chính là một cái xô nước nè. Để bây giờ mình thử đổ đây xem nào. Ui, thật luôn các bạn ạ. Ui, 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 chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? À, tôi là Bê Quy Thành và đây chính là Minecraft các bạn ạ. Phải chăng mình chơi Minecraft nhiều quá, bây giờ mình đã lạc vào thế giới Minecraft thật rồi. Được, mình thử đấm cái cây xem nào. Ui, ui các bạn ơi. Nhặt này. Ui các bạn ơi, các bạn thấy gì không? Mình nhặt được luôn một cái miếng gỗ luôn nè. Trời ơi, tại sao lại vậy? Chuyện gì đang xảy ra với mình này? Được, con bò kia. Giết mày con bò kia. Giết mày này. Chạy đâu con bò kia? Đấm, đấm, đấm. Ui, mình đấm được cả con bò luôn. Trời ơi, để mình lấy cái cúc kim cương ra xem nào. Trời ơi, sao nó lại trở thành một cái búa này? Rồi bây giờ mình thử đi đào mai xem nha các bạn. Đi mai xem nào. Đào quặng xem nào. Ui, dưới này có quặng sắt, quặng vàng luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đào quặng sắt các bạn. Ui, đào được luôn. Đây có quặng sắt, quặng vàng luôn. Lấy luôn này. Ui, đào được thật này các bạn ơi. Trời ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại...
Điều gì đang xảy ra với mình này? Ôi, mình sẽ đi về nhà. Đi về ngôi nhà của mình. Đây có viên kim cương và viên vàng. Ui các bạn ơi, nhìn thỏi vàng này. Ui, trời ơi, nó giống thật luôn, nó là thật luôn các bạn. Ui, còn đây là kim cương. Ui, ôi, thật không thể là tin được. Ui, mình đang ở trong thế giới Minecraft nhưng mà mình là người thật. Từ từ, còn đây là quả táo vàng. Mình sẽ thử ăn quả táo vàng xem nhé. Nhom. Ui, ăn được táo vàng luôn các bạn ơi. Ở đây có một bông hoa, để mình thử hái bông hoa này xem nào các bạn. Ui các bạn ơi, bông hoa là thật luôn nè. Trời ơi, tại sao mình lại ở trong thế giới Minecraft mà mình lại có thể làm được những thứ như thế này? Ôi, ai đó giải thích giúp mình đi. Ôi, bây giờ làm sao mà thoát ra được bên ngoài? Mình không muốn cả đời sống ở trong thế giới Minecraft này đâu. Mình đã trở thành một nhân vật Minecraft rồi các bạn ạ. Ôi, sau một hồi đói quá, để mình vào cái tủ lạnh nhà mình lấy ít đồ ăn. À, lấy ít thịt heo đi. Ui các bạn ơi, các bạn nhìn thấy miếng thịt heo trên tay mình không? Ui trời ơi, như thật luôn nè. Trời ơi, nhưng mà mình không ăn thịt heo sống đâu. Ui, mà ở đây có con búp bê Pikachu này. Bây giờ mình sẽ lấy nó xem nó có thành đồ thật không nhé các bạn. Các bạn thấy gì không? Đây chính là một con gấu bông luôn nè. Ôi, thật không thể là tin được các bạn ạ. Ôi trời ơi, bây giờ làm sao mà thoát ra được? Từ từ, mình phải đi vào phòng làm việc của mình. Mình rất thích một chiếc máy chơi game các bạn ạ. Đây, một chiếc Nintendo Switch. Bây giờ mình thử đập nó ra xem nó có ra chiếc Nintendo Switch thật không nhé các bạn. Ui, các bạn thấy gì không? Nó đã trở thành một chiếc máy Nintendo Switch thật rồi nè. Bây giờ ở trong thế giới Minecraft, mình có thể làm mọi thứ luôn các bạn ạ. Wow, nhưng mà bây giờ một mình lẻ loi cô đơn đây à. Mọi người khác đều là nhân vật game, còn mình là người thật, mình ở trong thế giới Minecraft này. Bây giờ mình biết phải làm sao các bạn ơi. Ai đó, có cách nào để giúp mình không? Từ từ, để mình nghĩ cách. Hay bây giờ mình ra sông. Ôi, mình thử xem các bạn ơi. Mình sẽ dìm mình xuống nước này. Mình có thể quay về thế giới thực. Tại sao? Ôi, mình đã quay trở lại rồi này. Ui các bạn ơi, mình vừa ở trong thế giới Minecraft.